Chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình trở lại với âm ly và mình tiếp tục làm cái phần tiếp theo của âm ly. Nâng cấp bộ nguồn lên, bộ nguồn đó là cái việc mà cần nâng cấp đầu tiên. Thì cái nâng cấp cái bộ nguồn lên thì âm thanh nó sẽ khác biệt hẳn, nó sẽ chắc hơn rất là nhiều luôn. Bởi vì cái bộ nguồn nó giống như kiểu là nó cung cấp cơm cho người ta ăn, và nó càng khỏe thì tiếng nó sẽ càng được thoải mái và không có cái chuyện là bị sệ tiếng hay là bị dè tiếng, và tiếng nó sẽ chắc nịch và các transito sẽ hoạt động ở trong cái điều kiện là thoải mái nhất, bởi vì âm thanh nó không hề bởi vì điện nó không hề bị sụt áp.